Các bạn hãy thử tưởng tượng nếu như mất điện một ngày, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu mất điện 2 ngày, 2 tháng hoặc 2 năm thì sao? Không cần người ngoài hành tinh xâm chiếm, không cần thiên thạch rơi xuống trái đất, chỉ cần mất điện, xã hội loài người rất nhanh sẽ trở lại thời trước công nguyên. Ngày đầu tiên mất điện, gia đình Suzuki đã bắt đầu hỗn loạn. Sáng hôm đó chuông báo thức không kêu, ông Suzuki thức dậy muộn, giận đến mức vò đầu bứt tóc. Điện thoại của cô con gái Iui bị hết pin, cô tức giận vỗ vào màn hình điện thoại. Bà Suzuki đổ bỏ cá trong tủ lạnh vào thùng rác. Cậu con trai Kenji chân tay vụng về mở đèn pin lên. Không có điện cả nhà không có đồ ăn sáng. Con trai, con gái và ông Suzuki cùng nhau đi ra ngoài, nhưng thang máy cũng không dùng được. Cả nhà chỉ có thể đi cầu thang bộ từ tầng 10 xuống dưới đất. Tất cả trạm tàu điện ngầm và xe điện đều không hoạt động. Lúc này cậu bé đi xe đạp lại là người có ưu thế. Những bà vợ ở nhà sợ đến tối vẫn không có điện bèn vội vàng đi mua nến. Bà Suzuki không đem theo ví tiền nên đành leo lại lên tầng 10 để lấy ví. Ông Suzuki chạy bộ đến công ty, do mất điện nên cửa của công ty không mở được, mọi người đều đứng ở ngoài chờ. Cuối cùng không còn cách nào khác, họ chỉ có thể phá cửa xông vào, nhưng không có điện cũng không có mạng, đến công ty cũng không làm được gì. Iui đi đến trường thấy có rất nhiều bạn không đi học, giáo viên cho mọi người tự học, đây là điều mà bao nhiêu học sinh ao ước. Cửa hàng tiện lợi tối thui, đồ ăn sẵn ở đây cũng đã bị thiêu hết rồi, mọi người bắt đầu tích trữ nước, quầy thanh toán cũng chỉ nhận tiền mặt. Không có điện, không thể làm việc trên máy tính, chỉ có thể dùng bàn tính tay để tính tiền. Do tình hình mất điện kéo dài nên công ty chỉ có thể cho nhân viên về nhà. Ông Suzuki không muốn đi bộ về nhà, ông định mua một chiếc xe đạp, nhưng giá của xe đạp tăng chóng mặt, hơn nữa còn phải nhanh chân mới có. Ông Suzuki về đến nhà lúc trời đã tối đen như mực, bà lão sống một mình trong khu chung cư này đang ngồi ở cầu thang, có vẻ như bà đang bị ốm nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến bà. Lúc ăn cơm, ông Suzuki đốt nến ngồi làm việc, chuyện này khiến cả nhà rất bất mãn nhưng ông Suzuki lại nói, do đây là giai đoạn đặc biệt nên ông mới phải làm như thế. Ông Suzuki là người như vậy đó, ông chỉ quan tâm chuyện của chính mình, suốt ngày cắm đầu làm việc không lo lắng chuyện gia đình. Bà Suzuki ở nhà làm nội trợ nhiều năm cũng chỉ biết vùi đầu vào việc nhà, trước mặt chồng lúc nào cũng khép nép. Hai đứa con của ông bà đang trong độ tuổi phản nghịch, quan hệ giữa ba bố con rất tệ, bởi vì bố lúc nào cũng la mắng hai anh em, chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chúng. Nhà bị mất điện mất nước, họ chỉ có thể dùng nước ở bồn tắm để xối bồn cầu. Sau khi ăn cơm xong, bà Suzuki đột nhiên phát hiện bầu trời hôm nay thật đẹp, do không ảnh hưởng bởi ánh điện, nên những ngôi sao và cả dải ngân hà đều hiện lên. Cô con gái Ui đang phát điên lên với chiếc điện thoại hết pin, bà liền gọi con gái đến cùng ngắm sao. Màn đêm trong ngày mất điện xung quanh đen kịt, chỉ có một bầu trời đầy sao và dải ngân hà phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Iui vô cùng kinh ngạc, hóa ra dải ngân hà thực sự tồn tại. Ngày thứ ba mất điện, quần áo bẩn chất thành đống. Trường học đã cho học sinh nghỉ, công ty cũng cho nhân viên nghỉ phép vô thời hạn. Có người đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, chuẩn bị rời khỏi Tokyo. Xe đạp thuận lợi trở thành vật phẩm quý hiếm. Do mất điện nên hệ thống ngân hàng bị tê liệt, lượng tiền mặt có hạn, mọi người liều mình chen chúc chỉ để đổi được chút tiền mặt. Ngày thứ bảy mất điện, cả Tokyo như sắp đến ngày tận thế, trên đường vắng không một bóng người. Siêu thị đã bị vét sạch, trường học không dạy học, công ty cũng ngừng hoạt động. Rất nhiều gia đình đã cạn kiệt nguồn lương thực, nổi dậy đấu tranh. Những người rời khỏi thành phố ngày càng nhiều, chó mèo và vật nuôi bị nhốt ở trong nhà mặc cho chúng tự sinh tồn. Bà lão sống một mình ấy đã qua đời rồi, mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gia đình Suzuki cũng định rời khỏi Tokyo, nơi họ đến là nhà của bố mẹ vợ ở Kagoshima. Trước đó, bọn họ còn chê bai cá tươi và rau xanh được bố vợ gửi từ quê lên, hơn nữa họ còn coi thường cuộc sống ở vùng nông thôn. Nhưng bây giờ họ không còn sự kiêu ngạo của người thành phố, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có nhà người thân ở dưới quê. Mà những người dân thành phố không có chỗ để đi, họ thực sự sẽ phải đói đến chết. Nhưng Kagoshima cách Tokyo hơn 900 cây số, cả nhà chỉ có thể đạp xe đến sân bay sau đó đi máy bay về quê. Trên đường đi, nước suối từ 1.000 yên tăng giá lên 2.500 yên, mới đầu cả nhà còn chê đắt nhưng bây giờ giá có đắt cắt cổ họ cũng phải mua. Lúc này bà Suzuki đã thể hiện được khả năng trả giá đỉnh cao của mình. Cuối cùng họ mua được rất nhiều nước với giá 600 yên một chai, lần này địa vị của bà Suzuki trong gia đình được nâng lên. Khó khăn lắm mới đến được sân bay, nhưng máy bay cũng không hoạt động, cả nhà chỉ có thể tạm thời thuê nhà ở lại. Ông Suzuki quyết định sẽ đạp xe đi đến Kagoshima, con gái kiên quyết phản đối, họ phải đi hơn 900 cây số lận, nhưng bây giờ họ đang đi lánh nạn, không đi cũng phải đi. Ngày hôm sau, Iui và Kenji đi vào cửa hàng tiện lợi, nơi này không một bóng người, những đồ dùng thiết yếu đã bị lấy hết sạch. Bọn họ chỉ có thể tìm được một cuốn bản đồ cho học sinh tiểu học, bây giờ chỉ còn thiếu một chiếc xe đạp. Bên ngoài cửa hàng bán gạo có một chiếc xe đạp, nhưng do mất điện, nguồn hàng hóa thiếu thốn, phương thức trao đổi buôn bán quay về thời sơ khai nhất là lấy vật đổi vật. Đồng hồ Rolex hay xe Mercedes bây giờ không đáng một bịch gạo. Những đồ vật đắt tiền bây giờ không khác gì rác, cửa hàng bán gạo chỉ nhận đổi thực phẩm và nước lấy gạo. Bà Suzuki lấy ra vài bình rượu quý được cất giữ lâu năm, bà đổi được một túi gạo và một chiếc xe đạp, dưới ánh mắt kinh ngạc của chồng mình. Cả nhà bốn người đạp xe lên đường, nhưng bản đồ cho học sinh không đúng lắm, nên họ chỉ có thể đi lên đường cao tốc theo những người dân lánh nạn. Những người đi lánh nạn đa phần là đi bộ, vậy nên những người có xe đạp như gia đình Suzuki cảm thấy tự hào. Đi đến vùng ngoại ô Tokyo, ở đây cũng bị mất điện, lúc này bọn họ chỉ còn lại một chai nước. Tối đó, cả nhà phải ngủ ở ngoài đường, cả nhà lạnh đến phát run. Chai nước duy nhất còn lại cũng bị trộm mất, Kenji vội vã đuổi theo. Cuối cùng cậu phát hiện người đó trộm nước để pha sữa cho con.
Thấy vậy cậu không giành lại chai nước nữa mà khẽ rời đi. Mọi người quyết định đi đến Osaka ở gần đó xem thử xem sao. Lúc chuẩn bị đi qua đường hầm, vài bà lão mù nói họ có thể đưa cả nhà đi qua đường hầm. Iui không quan tâm, chỉ là đi qua đường hầm thôi mà, cần gì phải có người dẫn. Nhưng sau khi họ đi vào trong mới phát hiện, trong đường hầm tối đen như mực, có rất nhiều xe dừng ở trong đường hầm còn có xác của động vật. Họ sợ hãi chạy ngược ra ngoài, cả nhà đành phải trả tiền cho người dẫn đường. Hóa ra có những điểm yếu, trong những tình huống đặc biệt nó lại là một ưu thế. Đi đến bên sông, bọn họ giặt đồ và ăn hết số lương thực còn lại. Vấn đề lớn nhất là không có nước, ông Suzuki vốc một chút nước sông đưa lên miệng uống. Không lâu sau, bọn họ gặp phải mưa bão, xe đạp bị thổi bay, đồ đạc bị rơi vãi đầy đất. Đúng vào lúc này vi khuẩn trong nước sông bắt đầu làm loạn, ông Suzuki đau bụng dữ dội, chỉ có thể chui vào bụi cỏ giải quyết. Chỉ thấy trong thời tiết mưa gió bão bùng, một người đàn ông mạnh mẽ, lộ ra biểu cảm ngượng ngùng và đau khổ nhất cả đời ông. Mưa tạnh trời trong xanh trở lại, ông Suzuki vì bị đau bụng cộng thêm dầm mưa lâu nên ngất đi. Bọn họ gắng gượng đến một thành phố, nhưng nơi này cũng đang mất điện. Ông Suzuki vẫn sốt cao, bà Suzuki tìm thấy vài miếng mochi cứng như đá ở trong bãi rác, bà đang ngồi chiến đấu với nó. Còn hai em Iui và Kenji đạp xe vào trong thành phố, đồ dùng thiết yếu ở trong siêu thị đã hết sạch. Hai người tìm khắp nơi chỉ thấy một chút thức ăn cho mèo và keo vá lốp, một ít nước cất và một quả pháo phát tín hiệu. Về đến nơi, họ thấy bố đang xoay cây gỗ để đánh lửa nhưng không hề hữu dụng, cả nhà chỉ có thể ăn sống đồ ăn cho mèo và uống nước cất. Anh trai Kenji lấy ốp điện thoại ra, cậu nhìn chiếc điện thoại một cái, sau đó ném nó lên thảm cỏ như ném rác. Đây là thứ trước đây lúc nào cũng dính liền với cậu. Cậu cắt một miếng cao su, dùng keo vá xăm vá lại xăm xe. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn họ bắt đầu lên đường mặc cho trời mưa lạnh cắt da cắt thịt. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, bọn họ nhìn thấy một nhóm người đạp xe, bọn họ dường như không bị ảnh hưởng bởi việc mất điện, bọn họ ăn đồ ăn khô, uống nước ấm nói cười vui vẻ. Hóa ra bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên, bọn họ có thể lấy nước sạch từ mạch nước ngầm ở những vách đá trong rừng, hái những loại rau cỏ không có độc. Họ biết cách phơi khô lương thực để có thể dự trữ lâu hơn, biết cách hái rau rừng, bắt những con côn trùng có chất dinh dưỡng làm thức ăn. Một chàng thanh niên dùng máy ảnh không cần điện chụp cho gia đình họ một bức ảnh, anh hứa với gia đình khi nào có điện sẽ gửi bức ảnh đó đến cho gia đình. Tâm lý của họ rất thoải mái, nếu như mọi chuyện đã như vậy rồi, vậy nên hưởng thụ hiện tại. Điều này đã truyền động lực đến cho gia đình Suzuki. Ông Suzuki cảm thấy rất xấu hổ, là trụ cột trong nhà ông lại để cho gia đình mình khổ sở vất vả như thế. Ngày thứ 43 bị mất điện, cuối cùng họ cũng đến được Osaka. Nhìn Osaka như một thành phố chết, cả nhà một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau, gia đình này vốn dĩ đã không hòa thuận, lúc này những mâu thuẫn tích tụ từ lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Sau khi trút giận xong, bọn họ tiếp tục lên đường. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy rất nhiều người đang xếp hàng nhận cháo hải sản. Nơi này là công viên nước ở Osaka, bình thường ở đây nuôi dưỡng các loài thủy sản, chỉ để cho mọi người đến tham quan. Lúc này những con cá ấy cũng trở thành thức ăn cho con người. Nhưng gia đình họ đến muộn quá, họ không nhận được chút cháo nào. Ông Suzuki mặc kệ tôn nghiêm, quỳ xuống năn nỉ nhân viên cho gia đình họ ít cháo, nhưng người nhiều cháo ít làm gì có dư cháo cho gia đình họ. Cả nhà chỉ có thể thất vọng rời đi, không thể sống ở thành phố nữa rồi, bọn họ chỉ có thể đến nông thôn thử xem sao. Lúc này cả nhà vừa đói vừa khát lại mệt, đột nhiên ông Suzuki bắt được một con sâu, nhưng cho dù ông khuyên nhủ bản thân như thế nào cũng không thể ăn nó được. Đúng vào lúc cả nhà thất vọng không biết làm sao, đột nhiên một con heo xuất hiện. Lúc này, nước mắt họ trực trào ra, đây đâu phải heo, đây rõ ràng là điện, là ánh sáng, là hy vọng duy nhất của họ. Bọn họ bắt đầu hành động bắt lấy con heo, ông Suzuki cảm thấy đây chính là lúc ông chứng minh bản thân. Ông ôm chặt lấy con heo cùng nó lăn xuống sườn dốc, may mà con heo lao xuống đất, nó bị đập đầu nằm lăn quay ở bên bờ sông. Nhưng cả nhà cầm dao không biết phải bắt đầu cắt ở đâu, mọi người không ai dám giết heo. Đúng lúc này, ông chủ của con heo này đến, ông cầm lấy con dao nhanh chóng dứt khoát khiến cả nhà sợ hãi liên tục lùi về sau. Ông chủ ấy đưa cả nhà Suzuki về nhà, thấy ở đây có giếng nước, cả nhà Suzuki lao đến như phát điên. Thành phố bị mất điện là điều vô cùng đáng sợ, nhưng ở nơi này dường như mất điện không ảnh hưởng đến họ nhiều. Điều duy nhất ảnh hưởng đến họ là cánh cửa chuồng heo tự động bị hư rồi, heo bị chạy mất. Nếu cả nhà Suzuki muốn ở lại đây bọn họ phải giúp chủ nhà đi bắt heo về. Ông chú chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, gia đình Suzuki ăn như hổ đói, ăn miếng thịt heo hun khói thơm ngon, Iui rơi nước mắt. Ăn cơm xong đến lúc phải làm rồi, thực ra công việc rất dễ chính là chia nhỏ thịt heo ra. Bình thường bọn họ không vào bếp, nên họ không thể nào chứng kiến nổi cảnh máu me như thế này, nhưng bây giờ những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi chia nhỏ thịt heo, bọn họ đi đun nước tắm, nhưng họ tay chân luống cuống đến nhóm lửa cũng không biết làm, xách vài xô nước đã cảm thấy mệt thở không nổi. Buổi tối, ông Suzuki tắm nước nóng thoải mái lớn tiếng kêu lên, ông chú nói nếu muốn ở lại thì gia đình họ phải làm việc. Buổi tối, hai vợ chồng đột nhiên nắm chặt lấy tay nhau, trải qua khoảng thời gian vất vả này, họ mới cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Ăn một bữa cơm no, tắm nước ấm, ngủ trên một cái giường thoải mái, không cần lo lắng về chuyện ngày mai ăn gì chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ngày hôm sau cả nhà ra trận, huy động hết lực lượng dùng phương thức thô sơ nhất, giúp ông chủ nhà đuổi heo về chuồng. Bà Suzuki giặt đồ, ông Suzuki trẻ củi, con gái đang may đồ, chỉ trong một thời gian ngắn bọn họ dường như đã trưởng thành lên nhiều. Mặc dù ông chú rất muốn giữ gia đình Suzuki ở lại, nhưng ông Suzuki vẫn quyết định đi đến chỗ bố vợ, bởi vì bà Suzuki lo cho bố mình ở nhà.
Trước khi đi, ông chú cho gia đình Suzuki rất nhiều thịt và thức ăn, cả nhà lại lên đường, lần này họ thoải mái hơn nhiều. Đúng vào lúc họ tưởng rằng mình sẽ thuận lợi đến nơi. Một con sông chắn giữa đường đi của họ, bọn họ không thể đi vòng qua con sông, bọn họ chỉ có thể dùng những vật dụng sẵn có làm thành một cái bè gỗ, sau đó bỏ đồ đạc lên trên bè rồi đẩy nó qua sông. Sau khi đưa đồ sang bờ bên kia, ông Suzuki và con trai lại quay lại để đưa xe đạp qua. Nhưng ông trời không giúp họ, trời đột nhiên đổ mưa lớn, nước sông dâng lên, bọn họ di chuyển càng ngày càng khó. Ông Suzuki bị dòng nước cuốn trôi, cả nhà rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ đi xuống hạ lưu sông tìm nhưng chỉ tìm thấy mái tóc giả của bố mình. Họ vẫn phải tiếp tục lên đường đi lánh nạn, không có xe đạp bọn họ chỉ có thể đi bộ. Bố không còn nữa, anh trai trở thành người chăm lo cho gia đình. Cậu lấy thịt hun khói ra cho cả nhà bổ sung thể lực. Một con chó ngửi thấy mùi đã đến giành mất miếng thịt. Một con chó khác xông đến khiến bà Suzuki té bị thương. Đám chó điên vẫn không chịu dừng lại. Đúng vào lúc này một chiếc tàu hỏa chạy đến đuổi bọn chó đi mất, cứu bọn họ một mạng. Đây là chiếc tàu hỏa không cần điện mà chạy bằng hơi nước, trong lúc này nó ghê gớm hơn những chiếc tàu điện ngầm rất nhiều. Chân của bà Suzuki được băng bó, nhớ đến ông Suzuki bị mất tích cả nhà nước mắt lã chã đau đớn khôn nguôi. Thực ra ông Suzuki chưa chết, ông bị dòng nước cuốn xuống hạ lưu sông. Ông tỉnh lại cố gắng gượng đi đến một cánh đồng, đúng vào lúc này ông nhìn thấy tàu hỏa hơi nước đi ngang qua, ông Suzuki cơ trí đốt cháy pháo phát tín hiệu. Dường như tâm linh tương thông, bà Suzuki nhìn thấy khói bốc lên, ông Suzuki được cứu, cả nhà lại đoàn tụ với nhau. Ông Suzuki không hề do dự ném mái tóc giả ra ngoài cửa sổ, ông đã trải qua sinh tử, những thứ chỉ vì thể diện này không còn ý nghĩa gì nữa, dù sao ngoại trừ chuyện sống chết thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Ông Suzuki còn nói về chuyện trước đây ở Kagoshima, ông đến nhà bố mẹ vợ hỏi cưới bà Kagoshima. Đây là lần đầu tiên ông nói với con những chuyện này. Do công việc bận rộn nên ông chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với gia đình như thế này. Lúc đi qua đường hầm, những người lớn tuổi có kinh nghiệm đã đóng cửa sổ lại, những người chưa bao giờ đi tàu hỏa chạy bằng hơi nước vẫn mở cửa sổ. Khói than cuồn cuộn thổi không ngừng ở trong hành lang chật hẹp. Đợi tàu hỏa đi ra đường hầm, mặt mũi mọi người đều nhem nhuốc. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của những người xung quanh, mọi người sảng khoái cười thành tiếng, trong cảnh ngượng ngùng còn mang theo chút vui vẻ. Cuối cùng cả nhà cũng đến Kagoshima, nơi trước đây bọn họ từng coi thường, bây giờ trở thành nơi ở và hy vọng cuối cùng của họ. Người trước đây họ không thích giờ lại trở thành cứu tinh của họ. Cuộc sống ở Kagoshima bình đạm mà hạnh phúc, bọn họ dựa vào đôi tay của mình lao động và thu lại thành quả, họ quay về cuộc sống nông thôn bình dị. Hạnh phúc trở nên đơn giản hơn, chỉ cần ăn một miếng cà chua, vị chua chua ngọt ngọt là có thể cảm nhận được rồi. Cho đến 2 năm, 126 ngày sau, tiếng chuông báo thức buổi sớm vang lên. Hôm ấy ông Suzuki dậy thật sớm, tiếng loa phát thanh cũng xuất hiện, đèn sáng lên, dường như ông vừa tỉnh lại sau một giấc mơ. Bọn họ quay lại Tokyo, bắt đầu lại cuộc sống như trước kia. Thời sự đưa tin, 2 năm trước xuất hiện hiện tượng lạ khiến toàn cầu mất điện. Các chuyên gia nghi ngờ là do cơn gió mặt trời hoặc là sao chổi đến gần, khiến cho từ trường trái đất thay đổi dẫn đến mất điện. Nhưng vì sao máy tính và pin trên toàn thế giới cũng gặp sự cố, câu hỏi này không thể giải đáp được. Chỉ có điều là, tai nạn đã qua có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, bà Suzuki dám làm thịt cá, cả nhà cũng yêu thương nhau hơn. Hôm đó bọn họ nhận được một tấm hình này do anh thanh niên đi xe đạp khi ấy gửi đến. Nhìn tấm hình nhớ lại lúc ấy cả nhà chật vật và tuyệt vọng đến mức nào, họ mỉm cười. Có lẽ những khó khăn vất vả ấy cũng có lúc nhạt đi. Nhưng bầu trời sao và dải ngân hà đẹp đẽ ấy sẽ mãi mãi ở lại trong tim của họ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Gia đình sống sót. Câu hỏi của bộ phim, nếu có người cho bạn 2 tỷ để sống trên một hòn đảo hoang vu, không có điện cũng không có sóng điện thoại trong vòng 2 năm, thì bạn có đồng ý không? Nếu đồng ý thì bấm phím 1, không đồng ý thì bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.